Xin chào các khán giả yêu thích đồng hồ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và trên tay sản phẩm đến từ một thương hiệu rất quen thuộc với người dùng Việt Nam trong vài năm trở lại đây, tên Top, với chiếc đồng hồ mang mã hiệu T8646-6, một sản phẩm dưới 3 triệu đồng được săn đón rất nhiều. Lý do vì sao người dùng Việt Nam lại ưu ái đến sản phẩm này như vậy thì xin mời các anh em theo dõi video. Đầu tiên, điểm nhấn rất lớn của chiếc đồng hồ này đó là một kích cỡ rất dễ chịu, cái mà tôi hay gọi là thân thiện với người dùng. Đường kính chỉ là 39mm, một con số có thể phù hợp với bất kỳ cổ tay nào, dù bạn chỉ có size tay là 14cm đi chăng nữa thì cũng không phải là vấn đề. Tiếp đó, nó có một độ dày tương đối, 11mm độ dày này làm cân lại bề rộng, nó sẽ mang đến cảm giác cứng cáp và nam tính trở lại. Điều này là cực kỳ cần thiết vì đây là một chiếc đồng hồ cơ khí, thì cảm giác rắn giỏi mà nó mang lại là một điều gì đó rất hấp dẫn người dùng. Tiếp đến, chúng ta dồn sự chú ý đến màu sắc của đồng hồ. Đi theo trường phái dress watch nên chúng ta không lấy làm lạ khi đồng hồ mang đến những màu sắc cơ bản, hòa quyện với nhau, hài hòa và thanh lịch. Diện tích mặt số sáng lên với màu trắng toàn tập, một lớp nền để tôn vinh các chi tiết vàng côn bên trên, bao gồm bộ cọc số, vành, núm vặn và đặc biệt là bộ ba kim vót nhọn cực kỳ tinh xảo. Chưa hết, đồng hồ ghi thêm điểm sang trọng nhờ bộ dây da nâu thẫm, dập vân nhẹ, tông màu trầm ấm luôn mang lại cảm giác quý phái và gây thiện cảm trong mắt những quý ông thành đạt. Sự thanh lịch và tối giản còn đến từ bố cục mặt số. Ở đây, ta thấy mọi sự rườm rà đã được lược bỏ, các chi tiết xuất hiện đủ và chất. Hai chi tiết rõ nét nhất là tên và logo thương hiệu được đặt ở vị trí 12 giờ. Tất cả đều được mạ vàng PVD, công nghệ mạ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Khá đáng đối với nó là ô hai cửa sổ lịch ở vị trí 3 giờ. Ta có thể quan sát ở đây là sự tinh ý của nhà sản xuất, dáng lịch vuông vức, chắc nịch, cứng cáp, rất phù hợp với chỉnh thể thiết kế chung của toàn sản phẩm. Và với bộ lịch thứ và ngày như thế này cũng là một điểm cộng lớn giúp trải nghiệm xem giờ của người dùng thuận lợi hơn rất nhiều. Ẩn chứa sau vẻ ngoài sang trọng này là cỗ máy in-house do tên Top tự sáng chế và phát triển. Đây là một bộ máy có tần số di động là 21.600 nhịp trên 1 giờ, khả năng chịu cót 40 giờ, có chức năng hacking stop, tự động lên dây kết hợp với lên dây cót thủ công, không thua kém bất kỳ một chiếc đồng hồ cơ khí nào khác của những hãng đồng hồ uy tín. Cùng với đó là một mặt kính sapphire chống sức hoàn hảo được trang bị ngay trên một chiếc đồng hồ có tầm giá dưới 3 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Có thể để lại comment bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.